em gọi đi. Thôi em kêu ăn gì cũng được. Thôi nhưng mà kêu salad đi, em dạ để anh ăn. Ok, ra một phần salad nha. Dạ vâng. Em buồn thế, ăn chưa no à? Không có phải, mà ý là ba mẹ em rồi ông ngoại bà ngoại rồi thằng nhóc em của em mà gì chú bác em ai cũng được quen hết á. Ai cũng được quen hết á. Bà lâu rồi có mua cho họ ăn á. Ok, biết rồi, chuyện đó để anh lo. Em ơi. Dạ. Ờ, cho anh một phần mì quay em về nha. Ok ạ. Ok, tốc độ nha. Dạ. Ê, khoan. Sao chị? Ba con ba con. Nhà em ăn ba con mới đủ được. Ba con nha. What? Chết mẹ mày rồi con. Ok, cho anh ba con nha. Cái gì? Cái này nè. Ok đẹp. Cái này em mà đeo lên là đẹp lắm á. Cái này em mà đeo lên là đẹp lắm á. Nhưng mà nó già quá sao phù hợp với em? Hả? Mua cho em đôi nha. Thôi anh không biết thu nghe gì hết á. Ok. Lôi trẻ tối khô. Quá đầu luôn. Thiệt hả? Thiệt. Sắp tới mày kỷ niệm một tuần á. No. Em có muốn đi du lịch không? Muốn. Đi Nha Trang hay Đà Nẵng nè? Không. Em thích đi bay á. Ok. Trời ơi, đi bay dễ mẹ. Có ai xe chay gặp chị Hằng? Mày thích đi bay gặp chị Hằng không? Không, mày thích bay. Lên là lên. Anh biết ý em rồi nha. Em thích nhìn máy bay với gì? Trời ơi, tối nay anh dắt em ra vừa ăn ốc mà vừa còn nhìn máy bay nữa. Trời ơi, nửa tiếng là sẽ bay một lần đó. Một à? Em thích đi châu. Châu đó cũng không. Trời ơi, dám ba cái châu đó hả? Anh bao em liên tuần luôn. Một à? Em thích đi châu Âu. Em thích đi châu Âu. Anh dắt em với ba mẹ đi châu Âu nha. Em bây giờ có ý định đào bỏ thằng ế. Tao ế chứ tao không có vẻ, thấy chưa? Đúng là con trai của ta.